Wow, xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Hôm nay Ambe Shop làm clip giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa Go Hot, một mẫu bật lửa sử dụng xăng đá đánh lửa kiểu dập cối rất là đẹp, rất là nhiều anh em ưa thích. Đây, một mẫu rất là lôi cuốn. Đây là bộ sản phẩm bao gồm giấy tờ chính hãng của Go Hot, một thương hiệu đến từ Pháp. Đó, đây là bộ sản phẩm bao gồm một chiếc bật lửa như thế này, chất liệu bằng đồng, càng sử dụng càng mới, rất là đẹp. Ở đây thì có thiết kế ở trên đầu là một cái đầu con chim, The America Eagle, cái biểu tượng của đất nước Mỹ, rất là đẹp. Đầu con đại bàng hay còn gọi là đầu con ó đấy ạ. Ngoài cái lựa chọn đầu con ó như thế này thì shop Ambe còn rất là nhiều lựa chọn khác, ví dụ như hình rồng quấn quanh, khắc quấn quanh ở đây luôn. Hoặc là hình chữ vạn, hoặc là con chim trên chữ vạn, hoặc là hoa văn cổ điển. Thì anh em thích cái loại họa tiết nào thì có thể là inbox riêng, hoặc là khi mà mình đặt hàng thì mình nhớ nhắc shop giao cho cái hình hoa văn như vậy. Còn nếu mà không thì shop Ambe sẽ giao ngẫu nhiên. Đây là mộc đáy này. Đó, sản xuất năm 2017 của thương hiệu Go Hot và được sản xuất tại China, gọi là sản xuất tại Trung Quốc. Đây là hàng chính hãng, cao phân loại cao cấp, thế nên là sử dụng rất là an tâm anh em nhé. Dập cối đánh lửa. Ở đây thì em chưa châm xăng, thì cách đánh lửa như vừa rồi em có làm thử. Đó, bánh xe này, anh em có thể quan sát thấy bánh xe. Đấy, cần dập cái phần này là phần chụp bấc, thì nó chụp thẳng vào bấc này, rất là kín, đảm bảo giữ xăng cho anh em sử dụng ở tầm khoảng 7 đến 15 ngày mới phải thay xăng, mới phải châm xăng. Thì để tốt nhất cho một cái hộp quẹt của mình sử dụng bền nhất thì mình nên châm xăng 7 ngày một lần. Tất cả các loại bật lửa xăng đá thì mình nên châm xăng 7 ngày một lần. Đây, Go Hot ở đây là có cái chặn xăng, cách sử dụng thì tương tự như Zippo thôi. Ở đây thì vặn ở đây để thay đá này, cực kỳ dễ. Cái này sử dụng xăng và đá chung lệ Zippo. Đó, anh em nào mà muốn hỏi nhiều hơn thì có thể là liên hệ đến shopambe.vn. Muốn xem hình ảnh chụp chi tiết thì vui lòng truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là Go Hot để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, xem hình ảnh chụp ở các góc cạnh khác nhau. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này rồi thì gọi ngay cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình để đặt hàng nhé. Hoặc là comment số điện thoại ngay bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc. Hoặc là anh em đặt mua luôn ở trên website. Đấy, cảm ơn anh em đã xem video, và hẹn anh em ở nhiều video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.